Xin giới thiệu với anh em, đây là máy giặt âm tường có khả năng chống rung lắc cực kỳ hiệu quả. Còn đây là Pikachu khi chăm chỉ tập gym. Wow. Khi khách đến quá đông mà quán thì đã hết bàn thì đây là cách để chủ quán phở xử lý điều đó. Đây là hậu quả của việc ông bố đặt tròn niềm tin vào con trai trong buổi đầu tiên đi săn. Ôi mày ngu mày chết mày đi thì mày kêu cái gì? Xã hội là khôn sống ngu chết kêu cái à mày kêu. Xin giới thiệu với anh em, đây là siêu nhân ánh sáng, sở hữu siêu năng lực, con chim phát sáng. Xin giới thiệu với anh em, đây là túi rác di động. Khi rác đầy, nó sẽ tự động đi đổ giúp bạn. Thật là tiền lời đồng không anh em. Ngạo thật đấy. Câu đố rất đơn giản, là một người bị treo trên cây, phía dưới là một con sư tử đói và dây treo thì sắp bị đốt cháy. Nếu là bạn thì trong hoàn cảnh này phải làm gì để dập tắt ngọn nến trước khi dây thừng bị đốt cháy? Không biết các bạn trả lời như thế nào, nhưng mà theo mình thì mình sẽ hát bài Happy Birthday. Khi đó con sư tử sẽ tưởng mình tổ chức sinh nhật cho nó và nó sẽ đến thổi nến. Thế là sợi dây thừng sẽ không bị ngọn nến đốt cháy. Thấy mình thông minh không anh em? Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Vâng, một bầy cừu đã lọt vào mắt của một con sói và nó rón rén tiến lại gần bầy cừu. Bất ngờ, nó tăng tốc và đây là biển báo cấm đại bầy. Ai mà đại bầy sẽ được quay lại và đăng lên YouTube. Đây là bàn phím ở quán net trong mùa dịch. Đây là một con gà bị còi xương, suy dinh dưỡng. Chắc là chiếc xe màu vàng kia phải nặng lắm nên mới lấy xe container để di chuyển nó. Giữ xe miễn phí, ai đưa tiền thì tự chịu trách nhiệm. Nhấn đăng ký và bật chuông.